Nguyệt Kim Sơn chia sẻ cùng với Quang Đậu. Vào ngày 28 tháng 9 lúc 10 giờ 24 phút. Thật tuyệt vời. Cảm ơn nhạc sĩ Quang Đậu. Một món quà vô giá. Nguyệt Kim Sơn không nghĩ cảm xúc ru chảo lại trở thành một ca khúc thật dễ thương. Tuyệt vời hơn nữa đó là chính nhạc sĩ vừa đàn vừa hát. Lại làm cả video quá dễ thương để tặng bà cháu Nguyệt Kim Sơn và mọi người nữa. Nguyệt Kim Sơn chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành. Gửi đến nhạc sĩ Quang Đậu, người nhạc sĩ đa tài đầy nhiệt huyết. Với lời cầu chúc luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Mời cả nhà cùng nghe ca khúc Ru Chảo Cho Vui nhé. Boom.